Tiểu thịt tươi bán bánh nổi như cồn vì quá đẹp, sau 6 năm có hoàn cảnh đáng thương. Chàng trai từng khiến bao cô gái rung động vì vẻ đẹp anh Tuấn dù không ở trong môi trường xa hoa, hào nhoáng. Vào năm 2017, cộng đồng mạng châu Á bỗng phát sốt với vẻ điển trai của một thanh niên bán bánh trong một khu chợ ở Trung Quốc. Theo đó, một người dùng mạng đã đăng tải những bức hình về anh thợ bán bánh có thân hình cao ráo, cơ thể 6 múi săn chắc cùng sự cần mẫn, tỉ mỉ, là mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái. Chính vì vậy, nam thanh niên nhanh chóng nổi như cồn chỉ sau một đêm. Nhiều trang tin Trung Quốc cho biết, khi ấy, chàng trai tên Yu Seng Lun này mới chỉ 20 tuổi, là sinh viên Đại học Bắc Kinh, trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Bên cạnh đó, Yu Seng Lun còn nằm trong đội bóng chuyền của khoa thể dục. Chàng trai bán bánh từng hot dần dần trên mạng. Chàng thanh niên bán bánh sở hữu vóc dáng cuốn hút, cân đối. Chia sẻ về câu chuyện của mình, chàng trai cho hay cậu thường xuyên bán bánh ở chợ để phụ giúp gia đình. Khi cư dân mạng muốn chụp ảnh, anh chàng vui vẻ nói, rất vui và hoan nghênh các bạn đến giúp tôi quảng cáo. Ngay sau khi trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, quầy bánh của nam thanh niên nhanh chóng thu hút đám đông hiếu kỳ và tình hình buôn bán cũng khấm khá hơn. Ngoài ra, Yu Seng Lun còn đón nhận nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Anh được một công ty ký hợp đồng và trao cơ hội thử sức trong vai trò người mẫu và diễn viên. Sau đó, Seng Lun cũng được cho là đã nghỉ học để tiến thân vào showbiz. Chàng trai bán bánh đã thử sức lĩnh vực giải trí. 6 năm sau ngày nổi tiếng ấy, giờ đây hot boy bán bánh đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Được biết, sau khi thử sức một thời gian ở lĩnh vực nghệ thuật, Seng Lun đã quyết định rút lui khỏi ngành giải trí do không gặt hái được nhiều thành tựu như mong đợi. Chưa kể anh còn vướng phải tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Tháng 10 năm ngoái, hot boy này đã quay lại với công việc cũ và chuyên tâm bán bánh lạnh và nhiều mặt hàng khác để tiếp tục duy trì cuộc sống. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Yu Seng Lun cho hay mẹ anh mắc ung thư giai đoạn cuối, vì để tiện chăm sóc mẹ nên anh thi thoảng mới xuất hiện ở chợ. Dù vậy, khi có thời gian, anh sẽ mở cửa và làm bánh và phát bánh miễn phí cho những người cùng cảnh ngộ để động viên họ. Có người nhà mắc căn bệnh hiểm nghèo nên tôi hiểu rất rõ sự khó khăn và vất vả của những bệnh nhân bị ung thư cùng gia đình họ. Hành động nhỏ này của tôi có thể giúp họ cảm thấy được sẻ chia phần nào. Được ăn uống là niềm hạnh phúc, sức khỏe là vô giá. Cầu chúc cho mọi người đều khỏe mạnh, bình an, người đàn ông cho biết. Giờ đây anh chàng bán bánh thường xuyên đi làm từ thiện. Hiện tại, ngoại hình của anh cũng thay đổi nhiều. Anh xúc động nói, tôi vẫn phải sống và phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Tôi không có thời gian để tập luyện hay duy trì cơ thể săn chắc như xưa. Tôi đã tăng khoảng 15 kg và cố gắng vượt qua chứng trầm cảm. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và tìm cân bằng giữa công ty và công việc. Tôi không biết thời gian còn lại bao nhiêu, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phải hối tiếc.